Bitcoin. Hello mọi người, lại là Zeno đây. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft sinh tồn thử thách giết rồng. Đó, và ngày hôm nay có một điều khác biệt, đó chính là đây, mấy anh em về đây đấm Zeno thử một phát nào. Ui. Ui. Siêu anh hùng luôn. À không, không phải là siêu anh hùng đâu, mà là chúng ta sẽ được ngẫu nhiên có những phát đánh sẽ chết luôn, mà có những phát đánh nó sẽ vẫn bình thường. Đấy, thấy không? Có những phát đánh rất là bình thường. Đấy, thấy chưa? Còn có phát đấm chết luôn. Rồi, và ngày hôm nay chúng ta sẽ thử xem giết con rồng nó dễ hay khó nhá. Và không, không phải là mỗi mình có sức mạnh thế đâu. Bọn quái nó cũng có sức mạnh thế luôn. Cho nên là cũng khá là khoai lang thang đấy. Ok. Rồi, chơi. Bắt đầu. Đi ra thôi. Như này dễ không? Có lúc đánh kiều các thứ. Ok. Không, cái này người ta gọi là trò chơi nhân phẩm. Có lúc con skeleton nó bắn một phát là mình cũng đi chầu diêm vương luôn á. À không, một tí phải làm mấy khiên. Ờ tất nhiên chứ. Rồi có thịt rồi này. Mình sẽ ui xời. Chưa bao giờ giết kiều giết bò lợn gà nó lại dễ như này. Rồi đi làm đồ. Đó, mình ở đây mình thấy sẵn có cái hồ lava, mình sẽ làm cánh cổng địa ngục luôn. Ngày hôm nay sẽ làm giết rồng mắc nhanh nhá mọi người. Để xem. Rồi anh làm cái cúp đá lên đây. Rồi thì phải nhanh lắm mọi người ạ. Best sinh tồn đấy. Rồi. Mình cũng gọi là khá là nhanh hơn so với ngày xưa. Ngày xưa thì tay khá là chậm, bây giờ thì ôi trời. Bây giờ hiểu rồi, bây giờ nhớ rồi, nhìn phát biết ngay phải làm gì à? Tùy cơ ứng biến rồi, hiểu không? Rồi. Có sắt rồi này. Ui, nhanh thế. Rồi. Ui. Ok nhá, sẽ đâu xuống. Tuy nhiên Zeno đâu rồi? Đây, vẫn đang ở đấy? Trên này. Đâu, ở chỗ đoạn nào để đi ra để... Ở chỗ gần hồ lava đấy gì? Ừ. Lưu điểm hồi sinh đấy đi. Rồi. À ok. Có giường các thứ hết rồi nha. Ui, mình nghe có tiếng á. Ngôi làng là mà có giường. À, có nhiều len. À đánh ấy nhờ. Quên mất. Thế nó nghe tiếng dưới này có con rôm này. Dưới này có cái mai tự nhiên này. À, đây có cúp sắt rồi đây. Cố lên, làm đồ đánh. Sắt kéo đây, chúng ta sẽ đi mắc nhanh. Kiếm à, mình quên mất giới thiệu mọi người là mình sẽ được thêm được free ngọc Ender luôn nhá. Đó, mỗi người được 8 viên, cả viên nguyên vanh nữa. Rồi, mình kiểu cần tìm sắt thôi, đủ số lava là được. Đâu nhỉ? Mình muốn test thử con rôm một cái coi. Xuống đây em. Đâu nhỉ? Dưới chân à? Xuống đây. Ra đây. Tiếp chiều. À đây, mình sẽ thử cho con rôm đánh phát nhá. Một phát này. Hai phát. Ui. Rồi luôn. Đấy, thấy chưa? Mọi người thấy nó kinh khủng tởm chưa? Ui. Tí ui, Zeno đào thẳng xuống đây có một cái gọi là cái khe nứt này. Rồi, xong. Vàng kim cương các thứ à. Nghe nói mày khỏe lắm đúng không? Ui. Ui. Nhìn thấy chưa? Mọi người thấy mình nổ đam chưa? Ghê dã man. Ông đấy người ta gọi là nhân phẩm nhá, không phải nổ đam nhá. Thanh niên nói sai rồi. Thì thịt nó cũng như nhau à. Lâu lâu được nổ phát chứ có phải là lúc nào cũng được nổ đâu. Ủa đây, hình như vành nung sắt rồi. Ờ, nổ hú. Mình sẽ hít tạm, mình sẽ lấy làm cái cổng địa ngục luôn nhá. Đó, đi. Làm một nơi biết làm luôn đấy. Rồi. Tâm cái này là nghề rồi anh ạ. Rồi. Ta-da! Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống cổng địa ngục và đi tìm con rồng, giết rồng luôn mọi người. Đã làm xong rồi á? Chưa, bây giờ mới làm. Thế, điên này. Làm xong đi rồi hãng nói câu đấy. À, đây, tiện đây mình làm cái khiên nữa nhé mọi người. Ok. Có gì đỡ. Ui, có bàn chế tạo mình lại làm thêm cái ngáo sự. Rồi. Ơ,
Banh nhảy xuống cũng thế nhá, nhảy xuống Ừ, có chúng lúc ta chỉ là cần mất máu thôi. Sát thương rơi nó cũng có thể nổ đam đấy. Nhìn bên này hài hước thật này, sự. này cho sắt này. Có rồi. Đây Đây mình là phải bộ đồ sắt đây. ngăn 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 cái này lại. Đó. Ôi nhưng mà mình chế quần áo sát làm gì nhỉ? Đấm một cái chết luôn rồi. Thế. Ấy, đưa, đưa. Đừng. Rồi xong. Mất biết một nửa rồi. Mất biết Đấy, được. để quanh múc trước cho. Đây Tầm được tầm rồi, được 4 rồi. xô đây rồi. Đâu đặt đi. À, Đây trời ơi, đây tội đây gì đây. nữa, tội Đây gì nữa. quanh Đây chúng ta có luôn mấy cái rồi. Đây quanh biết rồi đấy. Rồi, 3 này. Đây chúng ta có luôn 1 2 3. Đây, đó, Rồi như này. kia được rồi kia, được ở Rồi chỗ kia luôn. được Thôi được rồi. cái cổng Chỗ kìa. nào cũng được, chỗ nào cũng Cái được. này Vanh cũng biết làm rồi nhưng mà Vanh lười á. Lười gì thế này à, nhanh nhất rồi. Ấy cứ nhanh như này đặt cái này một cái ở góc là được rồi. Đây đi, thả lên đi. Easy. Úi, úi. Rồi luôn. Ê, rồi luôn. Rồi. Rồi một cái ở chỗ này nữa thôi. Chưa, đủ chưa? Rồi đi lấy, đã lấy cái sỏi chưa? À ừ nhờ, đã có sỏi đâu. Trời ơi, ngáo ngơ thế nhờ. Đây mình sẽ ui, thì làm sắt thế. Thì rồi. Bút đống sắt đấy này. Bỏ thịt vào nung này. Rồi. Đi đi kiếm sỏi đó mọi người. Nhanh không? Mọi người thấy nhanh không? Cái này xuống chỉ cần đập đập không phải một phát đâu, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ trong vòng tay không đấm vài phát là con rồng gãy răng liền. Nào, xem có sỏi không ta. Sỏi đây, sỏi đây, sỏi đây. Nhưng mà đập đập ra đi, đập ra đá lửa đi. Rồi Có hãng rồi tin. à? Đâu? Có sỏi rồi. Rồi đập ra đá lửa đi. Ấy Ôi, xa rồi kìa. ra luôn rồi. Nó có luôn rồi. Ê. Cái chỗ lúc nãy đâu rồi? Này. À, đây đây. Ơ, rõ ràng nó múc nước đi rồi mà ta nhỉ? Lạ Múc thật đâu sự. mà múc. Rồi. Đó, đó. Thôi tiện có đồ ở đây thì mình cứ làm lấy một bộ quần áo giáp sắt nhá. Tại vì có còn Làm hơn khiên không. đi, làm khiên đi, làm khiên đi. Đây nó có khe rồi. Làm cái mũ này. Cái giày đi. Và làm cái áo nữa. Mình thấy là cái bộ quần áo mà không có giày nó nhìn nó chối tỉ lắm ấy. Không hiểu tại sao luôn. Rồi. Ừ. Sau đó thì đủ rồi. Mình lấy ít thịt ra thôi. Ok. Đó, để thịt này ăn. Thôi, đi 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 đi. Làm cái kiếm á. Đấy, ấy, đi trước đây. Neno đi trước đây. Thì đến đây. Nhìn thế nào qua kia nó cháy cho một phát. Ui, sang xịn mịn đấy nhở. Vừa mới sang Đây cái đây, được ui. luôn. Tú nhá, cẩn thận nhá, bọn nó đánh một cái chết luôn đấy. Ui, cắt, 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 cắt. Đây đây đây, đây bên này có quỷ lửa này, bên này quỷ lửa này. Đâu? Đây này, lồng sờ bôn quỷ Ê, lửa ê, ấy. ê, nó bắn kìa. Cẩn thận mấy anh ơi. À, này chúng ta chém nhau cũng một cái chết luôn nhá. Biết rồi, biết rồi. Tránh Ấy chém trúng ấy nhau nó nhá. Ơi ơi nó bắn đi. Ấy ui. 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 Này thì Đừng chết, chém đừng chết, làm ơn đừng chết. Để quanh qua là. nhau. Ui. Được rồi, dụng rồi, dụng rồi. Này, vanh đây nha, Zeno đi 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 tìm ở một chỗ nữa, vẫn cũng có lồng spawn. Ok. Đấy, ở đấy đánh đi. hài hước thật sự. Quỷ lửa bắn phát chết cả. Kim cương này. Chạy thôi, chạy Ui, thôi. ba cái không? Nhanh nhé. Ui, kim cương nữa này. Sao tự nhiên tay mình lòi đâu ra kia? Ui, sao cái đấy tần đừng, 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 anh ơi, đừng. Ai ạ? Suýt nữa. May quá nó không nổ ra mọi người ạ. Ui, banh banh được 8 cái này, No, 8 no, no, cái no. thôi.
8 10 sao. Ui, đi về đi, về 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 về. Về 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 Ấy, về. ấy, Chạy 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 ui, chạy chạy. Chạy 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 chạy. Ấy, rồi rơi xuống lava rồi chết luôn. Rồi, rồi xong như nó cũng sắt hẹo rồi. Ấy ạ. Cung ấy, con cung bắn ấy. Ôi, trời đây tối luôn rồi. Rồi. Nào, nào, về đây, mang mang đây. Ui, để Đấy, sắt nữa này. Thế giờ Vanh làm luôn cái của Vanh thành cái mắt Ender đi nhá. Này, đây, làm luôn của Zeno đi. Rồi. À, 16 mắt này, cầm lấy ơi. Rồi, bây giờ mình đi nhá. Thế mẹ. Thôi, mà thôi, thôi đi luôn nhỉ. Trời tối tăm lo gì. Ê, ê, bên này, bên này, Rồi bên này. rồi, đi đi, Đấy. đi theo hướng này. Đấy, cứ dụng lại lấy, lại đi Rồi, tiếp. đi. Đi xa xa một đoạn này, hãy ném cho đỡ mất mắt nhá. Đến chưa? Ồ, đến đây, đến đây rồi. Đến đây rồi. Ở dưới à? Ở dưới chân mình luôn à? Đâu phải Zeno Ở đào thế xuống trước nhá. thế là quanh đào, quanh cũng đào xuống luôn. Sao chỗ này bị rồi mất luôn một cái ngọc Ender mọi người. À mắt Ender chứ. Ui, Rồi luôn. vanh bị rơi kìa, nó rơi một đoạn ngắn rồi. Ê, từ 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 đấm Ấy, đừng có đấm vào đấm nhau nhá, đấm vào ấy nhau là đây chết này, từ quẹo. từ từ dừng 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 đừng ấy đã, đừng 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 ấy, đừng đừng đào bộ. Ok, đào tiếp đi, đào ba bốn Làm rồi. nào ấy? Cả hai cùng rơi thì hài hước thật sự. Ui. Suýt nữa, suýt nữa. À, đặt đặt block cao lên để Vanh rơi xuống nào. À đây Vanh TP cho nhanh TP, nhỉ. TP đi cho nhanh. Đâu, bây giờ đi tìm mấy chỗ kia thôi. Này, Vanh có thức ăn không? Vừa nãy có thức ăn cho nên nó xin ít nào. Vanh có thịt gà này. Đây đây đây. Nè. Đây, đây đang khan hiếm quá. Đấy, đấy. Rồi, đi. Nghe đâu đó dưới này có tiếng rôm này. Rồi mình sợ chết các mọi người. Chết queo mày chưa? Đi Ui. tìm ở chỗ kia. No 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 no. No 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 no. Mày sao? Chết queo luôn. Ui, chỗ này hang cù tội, ngõ cù tội. Đường cùng ngõ cù tội. No. Xuống rồi. Nghe xuống được một tầng nữa rồi. Mà đây không biết là Ui, hình như Vanh đến rồi này à. Đến rồi, đến rồi, đến rồi, ra đây, ra đây. đâu đâu Ê, đâu ui nhanh nhanh con Sliver Fit. Ơi, cẩn đâu thận. đâu đâu Ê, đâu cẩn thận. đâu 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 Rồi, Ooh, rồi ok. hay quá. Ui ui vừa zin luôn à, gọi là ngày hôm nay là ý trời rồi anh ơi. Bóp. Rồi, xuống ấy luôn. nhưng mà không xuống đấy mà không đủ block bắt thì hay á. Ở đây xuống đây đào và lắp được. À đúng rồi, đây Vanh, Vanh có cung đây, nãy Vanh làm cái cung đây nhưng mà có ít mũi tên quá. Đây thế nó có một mũi tên. Trời ơi, nhưng mà một mũi tên này nghe có vẻ nó hốp. Trời luôn, hết gỗ luôn, vay ngồi gỗ không vậy? Gỗ á, đây có 8 gỗ, à, À không thôi. có gỗ. Giờ này cần gì nữa? Chiến luôn Không tay có không gỗ. đập Nhìn đập xuống rộng. dưới đất À. nhìn không mấy con nó ra nó đập cho cái gì. Đầu Vanh thử bắn bắn một bắn mũi một tên cung được đầu không? mang cho Zeno trải nghiệm đi. Nhưng mà đây mang ngay cho Vanh cho Zeno bắn đi. Rồi luôn anh nhìn mày kìa. Chết Vanh tưởng, Vanh queo tưởng luôn là quá rồi. Chết xịn luôn rồi con. luôn. Rồi luôn. Vanh Đã tưởng bảo là mang quá đi cho xịn. đến nó bắn thử rồi lại còn. Cày Rồi nó bắn quả xịn nhỉ. ra mà. Ấy ta bắn Vanh quả đấy không chết nhỉ. Nó nổ đam, Ta nó bảo là đây là đam ngẫu nhiên à rồi Vanh lại đây là còn. do Vanh, Vanh tóc đỏ nên là đỏ hiểu không? Nó Cày cá dã man mọi hích người ơi. luôn. Ok các bạn ơi, ngày hôm nay chúng ta gọi là Zeno gọi là ức Hoàn chế thành gọi thử thách là rồi, hoàn thành ừ tuy rằng nó thử hoàn thành thử thách nhưng mà thách không phải là do rồi. mình không phải do mình đánh con rồng kia đã bảo mang đây cho Zeno bắn thử một phát Vanh mà. nhầm, Vanh, Vanh quả đấy Zeno nói rồi nhưng Vanh nghe chưa Ấy ạ thấu chết cho ạ. lắm. Ấy ạ bạn ạ. Cày ra mặt.
bắn trả thù. Ui Bắn trả thù này. ui Ok các bạn ơi, nếu các bạn yêu thích clip này thì hãy để lại cho mình một like nhá. Và đừng quên là qua kênh của Vanh để ấn đăng ký và ủng hộ Vanh nữa. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. With the